Các bạn đang nghe truyện gia tộc cuộc khởi từ làm gia gia bắt đầu trên kênh TV Audio CV. Chương 607, lưu lại ấn tượng tốt, một Sắc mặt của Hoàng Nghĩa Phúc trắng bệch Vừa rồi, Dương Chính Sơn chỉ tùy ý vung một phát súng đã làm gãy mấy chiếc xương sườn của hắn. Lúc này, thắt lưng và bụng của hắn đau dữ dội, giống như một chiếc phễu hút cạn hết sức lực toàn thân hắn, xin dương tướng quân nể mặt tinh nguyệt môn mà tha thứ cho tại hạ hoàng nghĩa phúc còn biết nói gì nữa lúc này điều duy nhất hắn có thể làm là cầu xin tha thứ và chỗ dựa duy nhất của hắn cũng chỉ có tinh nguyệt môn tha thứ dương chính sơn nở một nụ cười lạnh xem xét có thể tha thứ hay không không phải dựa vào mặt mũi của tinh nguyệt môn mà là dựa vào những gì đám người này đã làm trong mắt hắn tinh nguyệt môn chẳng có mặt mũi gì đáng nói hắn không nói thêm gì chỉ ngồi phịch xuống ghế chiếc ghế rất rộng đệm một lớp da cừu ngồi rất thoải mái hắn đưa tay lấy chiếc bình rượu bên cạnh ngửi thử rồi lại đặt xuống với vẻ chê bai có vẻ như cuộc sống của bọn sơn tặc này cũng chẳng ra gì dùng loại rượu rẻ tiền như thế này sao uống rượu bằng bát lớn ăn thịt bằng miếng to nghe có vẻ sảng khoái nhưng thực ra nghĩ lại thì hiểu ở trong núi rừng thế này cuộc sống vui vẻ được đến đâu chứ người bình thường ai lại chạy vào núi làm sơn tặc? Chỉ có những kẻ gây chuyện, hoặc những người không sống nổi mới lên núi làm sơn tặc. Dương Chính Sơn không nói gì, trong đại sảnh cũng không ai dám lên tiếng, nhất thời trong sảnh im lặng như tờ, còn bên ngoài tiếng hò hét chém giết vẫn tiếp tục vang lên, từng tiếng thét thảm thiết liên tiếp vọng vào. Tuy nhiên, tiếng hò hét bên ngoài không kéo dài lâu, chỉ khoảng một khắc đã lắng xuống. Tống Đại Sơn bước vào đại sảnh, bẩm tướng quân, toàn bộ sơn tặc bên ngoài đã bị tiêu diệt vải bông và xe ngựa cũng đã được tìm thấy dương chính sơn khẽ gật đầu lâm tiểu vân đi thôi nói rồi hắn đi ra ngoài lâm tiểu vân đang mơ mơ màng màng sửng sốt một chút vội vàng bước theo hắn vô vị dết hết đi dương chính sơn bỏ lại một câu rồi ra khỏi đại sảnh ngay sau đó trong sảnh vang lên tiếng đánh nhau và tiếng thét chói tai đợi đến khi tiếng đánh nhau trong sảnh dừng lại cả sơn trại không còn một tên sơn tặc nào sống sót việc còn lại là dọn dẹp chiến trường nhưng những việc này dương chính sơn không cần bận tâm các binh sĩ đã quá quen thuộc với việc dọn dẹp chiến trường những binh sĩ này đều đã từng theo dương chính sơn tung hoành ở miền bắc số lần họ dọn dẹp chiến trường nhiều không đếm xuể dương chính sơn có chút chán nản ngồi trên một tảng đá ánh nắng ấm áp chiếu lên người khiến hắn có cảm giác buồn ngủ trước khi đến đây hắn ông kỳ vọng rất lớn kết quả mọi chuyện kết thúc nhanh chóng như vậy thật chẳng có gì thú vị biết thế này hắn đã không đến để tống đại sơn dẫn người tới là được rồi đại nhân chúng ta tìm thấy không ít nữ tử ở phía sau tất cả đều bị sơn tặc bắt lên núi tống đại sơn chạy đến báo cáo hỏi xem họ có muốn về nhà không nếu họ muốn lát nữa chúng ta có thể đưa họ đến huyện thành gần nhất dương chính sơn nói ờ họ không muốn họ đều đã mất thanh danh. Có mấy người còn muốn tự tử. Tôi đã bảo các huynh đệ ngăn lại. Tống Đại Sơn thấp giọng nói. Dương Chính Sơn có chút đau đầu, chuyện này thật không dễ giải quyết. Những nữ tử đã mất thanh danh, cuộc sống tương lai chắc chắn sẽ rất khó khăn. Ngay cả khi họ về nhà, hoàn cảnh vẫn rất khó khăn, nhưng nếu không cho họ về nhà, chẳng lẽ lại đưa họ về tình long vệ. Dương Chính Sơn nghĩ ngợi một lúc, có vẻ như đưa về tình long vệ cũng không phải là không được, có bao nhiêu người, hơn 30 người, vậy thì đưa hết về, không thể mặc kệ được, đưa về tình long vệ ít nhất có thể tìm cho họ chút việc làm, không nói đến chuyện khác, để họ ăn no mặc ấm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, ở tình long vệ, họ cũng có thể tránh được những lời dị nghị, có khi ở đó một thời gian, họ còn có thể lấy chồng, có được nơi nương tựa. Đa tạ tướng quân thu lưu, lời của Dương Chính Sơn vừa dứt, lâm tiểu vân vẫn đứng bên cạnh bổng phịch một tiếng quỳ xuống đất dập đầu lia lịa sau cơn hoảng sợ lúc này lâm tiểu vân cũng bình tĩnh lại lý trí phục hồi suy nghĩ xoay chuyển nàng rất rõ ràng về kết cục của mình khi trở về nhà người thân sẽ ghét bỏ nàng hàng xóm sẽ khinh bỉ nàng một số kẻ có ý đồ xấu sẽ quấy rầy nàng đủ loại tin đồn lời chửi rủa sẽ vang lên xung quanh nàng vì vậy nàng không muốn về nàng thà chết cũng không muốn về Dương Chính Sơn đồng ý thu lưu nàng, đó là hy vọng cuối cùng của nàng. Đứng lên đi. Sau này sống cho tốt, đừng vì chuyện này mà tự ái tự thương, Dương Chính Sơn vẫn đầy dịu dàng với những nữ tử này. Họ không làm sai gì, họ chỉ là nạn nhân của những ác ý từ thế giới này. Dương Chính Sơn không cho rằng mình là đấng cứu thế, nhưng đã gặp rồi, hắn cũng sẵn lòng giúp một tay, chuyện này đối với hắn không phải là việc khó khăn gì. Ngươi nói với các huynh đệ, bảo họ sau khi trở về đừng nói lung tung, bất kể người khác hỏi gì, cũng nói không rõ. Dương Chính Sơn dặn dò Tống Đại Sơn. Mọi lời giải thích đều vô ích, nhiều nữ tử như vậy một mình đến tền long vệ chắc chắn sẽ gây ra một số lời đồn đại. Đối với chuyện như thế này, giải thích không bằng không giải thích, không giải thích chính là thái độ của hắn, chẳng bao lâu mọi người sẽ hiểu ý của hắn, và chuyện này sẽ qua đi. Rõ. Tống Đại Sơn đáp. Ngươi đi giúp trấn an những nữ tử kia. Dương Chính Sơn lại nói với Lâm Tiểu Vân. Vâng, Lâm Tiểu Vân đã trấn tĩnh lại vẫn rất lanh lợi, nàng lập tức hiểu được ý của Dương Chính Sơn. Trấn an những nữ tử bị tổn thương đó, các binh sĩ chắc chắn không giỏi, mà ở đây Lâm Tiểu Vân rõ ràng là người thích hợp nhất. Dương Chính Sơn cũng thấy nàng có vẻ thông minh lanh lợi nên mới để nàng đi. Khoảng hai khắc sau, lâm tiểu vân dẫn theo một nhóm nữ tử quần áo còn khá chỉnh tề đến trước mặt dương chính sơn cảm tạ dương chính sơn đơn giản an ủi vài câu để họ chờ các binh sĩ dọn dẹp chiến trường xong sẽ cùng trở về tình long vệ nói nhiều cũng vô ích những tổn thương họ chịu đựng chỉ có thể được chữa lành theo thời gian không phải dương chính sơn nói vài câu là có thể khiến họ quên đi ký ức đau khổ này các binh sĩ nhanh chóng chất vải bông mà sơn tặc cướp được lên xe may mắn là những chiếc xe ngựa và vải bông này vừa bị sơn tặc cướp về không lâu sơn tặc còn chưa kịp xử lý ngoài trại ngựa và vải bông kho báu của sơn tặc cũng trở thành chiến lợi phẩm của dương chính sơn và các binh sĩ đám sơn tặc này cũng khá nghèo tiền bạc chỉ có vài ngàn lượng ngoài tiền bạc chúng còn tích trữ khá nhiều lương thực rượu và các nhu yếu phẩm khác số lượng không nhiều nhưng một chuyến chắc chắn không thể chở hết vì vậy Dương Chính Sơn dẫn theo hơn nửa số binh sĩ xuống núi trước, để Tống Đại Sơn tạm thời ở lại đây một đêm, đợi ngày mai phái người đến chở nốt số còn lại. Với quãng đường hơn 100 dặm, khi Dương Chính Sơn trở về vệ thành thì trời đã khuya, nhưng hắn đã sớm phái người cưỡi ngựa về trước để sắp xếp chỗ ở cho Lâm Tiểu Vân và những nữ tử khác. Mặc dù thời gian có hơi gấp gáp, nhưng cũng coi như đã chuẩn bị được cho những nữ tử này một chỗ ở ngày hôm sau. Dương Chính Sơn phái hơn trăm binh sĩ đến chở nốt số hàng còn lại ở Thanh Phúc Sơn về. Mặc dù tiền lương không nhiều, nhưng cũng trị giá vài ngàn lượng bạc, Dương Chính Sơn chưa xa xỉ đến mức không coi vài ngàn lượng bạc ra gì. Buổi sáng, Dương Chính Sơn gọi Ngô Triển vào thư phòng. Người đến tỉnh An Thành một chuyến, bảo vương gia đến lấy bạc về, ông chủ, chúng ta còn phải đưa bạc sao? Ngô Triển ngạc nhiên hỏi. Vải bông của vương gia bị Sơn tặc cướp đi, bọn họ lại cướp được từ tay sơn tặc theo quy tắc giang hồ số vải bông này đã không còn liên quan gì đến vương gia nữa theo quy tắc quan trường dương chính sơn với tư cách là chỉ huy sứ của tình long vệ cũng không có trách nhiệm tiêu diệt sơn tặc vì vậy ngay cả khi bọn họ không trả tiền vương gia cũng không có gì để nói không những phải đưa mà còn đưa đủ một xu không thiếu sau này chúng ta có nhiều việc cần thương nhân giúp đỡ nhưng cơ hội này tạo dựng tiếng tốt để các thương nhân ở tỉnh An Thành có ấn tượng tốt, sau này khi chúng ta cần đến nhờ, họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ hơn. Dương Chính Sơn giải thích. Tền Long Vệ không phải An Nguyên Thành. Vị trí của Tền Long Vệ khá hẻo lánh, nằm ở phía đông nam của Khánh Hoa Phủ, cách Phủ Thành Khánh Hoa hơn 200 dặm, cách Phủ Thành tỉnh An cũng hơn 200 dặm, xung quanh ngoài vài huyện thành nhỏ thì không có thành lớn nào. Mà Vệ Thành cũng chỉ là một tiểu thành, nếu phát triển thương mại, nhiều nhất cũng chỉ ảnh hưởng đến các thiên hộ sở xung quanh. Về tiềm năng thương mại, có lẽ còn không bằng những huyện thành kia. Nếu tương lai Dương Chính Sơn muốn phát triển thương mại của vệ thành, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ của các thương nhân. La gia chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của hắn, nhưng chỉ dựa vào La gia thì không đủ, hắn cần nhiều thương nhân hơn đến đầu tư. Đúng vậy, chính là chiêu mộ đầu tư, hiện tại trước tiên bán một ân tình sau này khi cần thiết sẽ nhờ họ giúp đỡ họ còn có thể từ chối sao hơn nữa lô vải bông này vốn dĩ là của vương gia chẳng qua chỉ chuyển qua tay sơn tặc một chút dương chính sơn không cần thiết phải vì vài ngàn lượng bạc mà làm hỏng danh tiếng của mình ngô triển không hiểu lắm ý đồ của dương chính sơn nhưng nếu dương chính sơn đã ra lệnh như vậy hắn cứ việc thi hành sau khi ngô triển rời đi dương chính sơn lại gọi lục văn hoa đến đã sắp xếp ổn thỏa cho những nữ tử đó chưa, đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hiện tại họ đang ở tại Nam Uyển, tối qua đã chuẩn bị sẵn lương thực và vải bông cho họ, vừa rồi tôi cũng đến xem, họ khá ổn định." Lục Văn Hoa nói. "Nam Uyển vốn là nơi ở của gia nhân Lang gia, hiện tại gia nhân Lang gia đều đã trở thành quân hộ, vì vậy bên đó trống khá nhiều phòng ốc. Sắp xếp cho họ làm chút việc may vá, đừng, đừng để họ rảnh rỗi, Dương Chính Sơn không phải Chu Bác tỷ." cũng không phải muốn bóc lột những nữ tử đáng thương này. Chỉ là người rảnh rỗi dễ suy nghĩ nhiều, bận rộn rồi ngược lại sẽ không nghĩ ngợi linh tinh. Trong nha môn có khá nhiều việc may vá, thân tính bên cạnh hắn và những binh sĩ đi theo hắn, quần áo của họ đều cần có người giúp làm. Không thể để những hán tử thô kệch này tự may vá được. Trước đây đều là tiệm theo của dương gia giúp làm, vì vậy Lý Thị còn đặc biệt tăng thêm nhân lực cho tiệm theo, nhưng vẫn có chút không xuể hiện tại có những nữ tử này ngược lại có thể khiến các thợ theo trong tiệm theo của dương gia nhẹ nhàng hơn một chút rõ lục văn hoa lại hỏi đại nhân còn chuyện gì khác không dương chính sơn vuốt râu nghĩ ngợi một lúc rồi nói năm nay ngươi có muốn về an ninh huyện không lục văn hoa theo hắn đã mấy năm chưa về quê năm nay trong nha môn khá ít việc lục văn hoa hoàn toàn có thể tranh thủ về thăm nhà một chuyến ở lại vài ngày lục văn hoa sửng sốt không ngờ Dương Chính Sơn lại đột nhiên chuyển chủ đề sang chuyện riêng tư. Hay là ta về thăm, từ về thăm cũng tốt, sang năm Văn Uyên sẽ vào kinh ứng thí, ngươi cùng Minh Thành về hỏi ý lão gia tử, nếu cần thiết thì để Minh Thành cùng Văn Uyên vào kinh một chuyến. Trước đây ta đã nhờ người mua một căn nhà ở Kinh Thành, bọn họ đến Kinh Thành cũng không sợ không có chỗ ở, nếu gặp rắc rối ở Kinh Thành, ta cũng có chút quan hệ ở đó, Minh Thành đều biết, hắn có thể giúp đỡ tránh được một số phiền phức. Dương Chính Sơn nói. Hoa thi mùa xuân của Đại Vinh diễn ra vào tháng 3, nếu Lục Văn Uyên tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau, thì sau Tết nên lên đường vào kinh. Đường xá xa xôi, không ai có thể dự đoán được sẽ gặp phải bất ngờ gì, vì vậy sắp xếp người hộ tống là cần thiết. Nếu là đệ tử hàng môn, thì chỉ có thể mang theo một tiểu đồng, đi cùng đoàn thương hoặc đi cùng bạn học. Lục gia cũng được coi là hàng môn, nhưng lục gia còn có thông gia là dương gia, lục gia không có, dương gia giúp đỡ cũng là điều nên làm. Vậy tôi thay mặt đệ đệ cảm ơn cửu cửu rồi. Lục Văn Hoa nở một nụ cười rạng rỡ. Sự quan tâm và chăm sóc của Dương Chính Sơn đối với Lục Văn Uyên khiến hắn cảm thấy vui mừng, cũng khiến hắn hiểu được ý nghĩa của hai chữ, gia đình. Ha ha, người một nhà, nói cảm tạ gì chứ, Dương Chính Sơn vỗ vai hắn, cười nói, ngươi trở về chuẩn bị một chút, vài ngày nữa quay về an ninh huyện, tháng 12 sắp đến, Dương Minh Thành cũng nên trở về thăm non. Năm nay sự tình không nhiều, Dương Chính Sơn dự định để cho Dương Minh Thành, Dương Minh Chí cùng với Khương Hạ quay về. Về phần chính hắn, vẫn là không trở về đi. Hắn đối với Dương Gia Thôn cũng không có quá lớn cảm giác thuộc về, mặc dù trong lòng vẫn nhớ thương Dương Gia Thôn, nhưng Dương Gia Thôn cũng không phải quê hương thật sự của hắn. Hơn nữa nếu hắn trở về, phỏng trừng sẽ gây nên không nhỏ oanh động, đến lúc đó khẳng định là đủ loại tiệc xã giao không ngừng hắn không thích nhất chính là xã giao cho nên vẫn là không trở về thì tốt hơn ừm hai ngày này ta cũng sẽ để trong nhà chuẩn bị một chút lục văn hoa nói hắn trở về cũng không phải một người trở về khẳng định phải mang theo thê tử cùng hài tử nếu đã trở về ở tạ một đoạn thời gian nhất định phải chuẩn bị đủ thứ mấy ngày sau đó dương chính sơn vẫn bận rộn chuyện trong nha môn bất quá hiện tại vệ tiên nha môn cũng không có quá nhiều chuyện có thể làm cho nên hắn cũng khó có được một đoạn thời gian nhàn rỗi. Ngày thường ở trong nhà dỗ dành lão bà, treo chọc hài tử, tiểu nhật tử trôi qua lại thoải mái. Đương nhiên, chính sự cũng không quên làm, Minh Ngưỡng Vệ sang năm muốn làm lớn một trận, năm trước cần phải chuẩn bị đồ vật còn có rất nhiều. Bất quá những thứ này hắn phân phó xuống dưới là được, cũng không cần hắn tự mình ra tay. Mà ngay tại thời điểm Dương Chính Sơn tranh thủ nhàn hạ, trong thanh sơn sơn mạch, trên một tòa núi cao sừng sững, có mấy người đang đàm luận về hắn. Tại Đại Vinh hoàng triều, Triều đình đối đãi với thế lực giang hồ cũng có khác biệt, đối với một ít tông môn thế lực nguyện ý hợp tác với Triều đình, nguyện ý để cho đệ tử nhập ngũ, Triều đình luôn luôn thái độ hòa nhã. Mà đối với một ít thế lực giang hồ chỉ lo vơ vét của cải và tu luyện, Triều đình chính là lười để ý đến, chỉ cần những thế lực giang hồ này làm không quá phận, quan phủ địa phương cũng sẽ không chủ động trấn áp, thậm chí có một ít quan viên còn sẽ chủ động cùng những thế lực giang hồ như vậy câu kết cùng một chỗ vơ vét của cải. Thế lực giang hồ làm cho triều đình chán ghét nhất, chính là những thế lực không làm việc đàng hoàng, mà đem tổng bộ đặt ở bên ngoài hoàng triều. Trong đó liền bao gồm tinh nguyệt môn. Đương nhiên, vô luận là loại thế lực giang hồ nào, nếu cường đại đến một trình độ nhất định, để cho triều đình cảm nhận được uy hiếp, thì sẽ bị triều đình trấn áp. Tinh nguyệt môn là một tông môn khổng lồ, hơn nữa vẫn là một tông môn thường xuyên làm ác. Đối với một tông môn như vậy, cho dù tổng bộ của nó ở bên ngoài hoàng triều, thái độ của triều đình cũng là có hạn chế trấn áp. Sở dĩ nói là có hạn chế, là bởi vì tinh nguyệt môn thực lực cường đại, số lượng đệ tử tông môn đông đảo, nếu trấn áp quá mức, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới động loạn lớn hơn. Cho nên triều đình ở rất nhiều địa phương, rất nhiều thời điểm đều đối với tinh nguyệt môn làm như không thấy. Ví dụ như Hoàng Nghị Phúc, chẳng lẽ tỉnh An Phủ tỉnh An về thật sự không công phá được sơn trại của Hoàng Nghị Phúc sao? Không, lấy thực lực của tỉnh An Vệ, trả giá một chút đại giới vẫn là có thể công phá được. Chỉ là Hoàng Nghị Phúc vẫn luôn làm không quá phận, cho nên phủ nha cùng tỉnh An Vệ mới không sinh ra quyết tâm diệt trừ hắn. Tinh Nguyệt Môn bất đồng với những tông môn lấy sư đồ truyền thừa làm chủ, Tinh Nguyệt Môn là hấp thu võ giả cùng thế lực bên ngoài tông môn. Trong tình huống bình thường, chỉ cần có người nguyện ý hàng phục Tinh Nguyệt Môn, hơn nữa thực lực không tệ, Tinh Nguyệt Môn sẽ nguyện ý ban cho thân phận đao khách. Hoàng Nghị Phúc Nguyên Bản cũng không phải đệ tử của Tinh Nguyệt Môn, chỉ là hơn 20 năm trước hắn phạm vào tội lớn, bị quan phủ truy nã, mới phải bất đắc dĩ lên núi làm sơn tặc. Sau đó hắn tiêu tốn vài năm, từ một sơn tặc bình thường biến thành lão đại. Nói đến Hoàng Nghị Phúc cũng là một người thông minh, hắn biết chỉ làm sơn tặc không có tiền đồ, sớm muộn gì cũng sẽ bị quan phủ tiểu trừ. Sau lưng không có chỗ dựa, làm việc sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên hắn đầu nhập vào Ngọc Hành Tinh Đường, trở thành đao khách của ngọc hành tinh đường những năm này hắn tuân theo quy củ của ngọc hành tinh đường không còn làm những việc cướp bóc mà chuyển sang thu phí qua đường bất quá phí qua đường hắn thu phần lớn đều đưa cho ngọc hành tinh đường đối với ngọc hành tinh đường mà nói những đao khách ở vòng ngoài này đều là công cụ vơ vét của cải thiếu một đao khách chính là thiếu một đường tài lộ lúc này đường chủ ngọc hành tinh đường la kiện tùng sư gia lý thành quốc chưởng quỹ tiền trung hạ tuần phong kỹ chính phi bốn người vừa mới nhận được tin tức Hoàng Nghị Phúc bị diệt. Trong thất tinh đường, đường chủ, sư gia, trưởng quỹ cùng tuần phong được xưng là bốn vị đương gia, ba người trước ý nghĩa như mặt ngoài, đường chủ là người đứng đầu một đường, sư gia là trợ thủ của đường chủ, giúp đường chủ quản lý đường vụ, trưởng quỹ chính là quản lý tiền lương. Mà tuần phong thì là phụ trách tra xét, tra xét các đao khách ở bên ngoài, giám sát chư vị đao khách có hay không như thật giao nộp tiền lương, có hay không ăn hổ lốn. Hai ngày trước kỷ chính phi vừa vặn tuần tra đến sơn trại của Hoàng Nghị Phúc, kết quả phát hiện trong sơn trại trống rỗng, tài vật trong sơn trại cũng toàn bộ biến mất. Mới đầu hắn còn hoài nghi Hoàng Nghị Phúc có phải hay không cuốn bạc chạy trốn, bất quá sau khi tra xét một phen, hắn mới biết được Hoàng Nghị Phúc là bị người diệt trừ. Dương Chính Sơn, Hoàng đế tự phong từ nhị phẩm định quốc tướng quân, thực thụ chức vị minh ngưỡng vệ chỉ huy sứ, người này trước đó ở Trọng Sơn Trấn An Nguyên Thành đảm nhiệm chức vụ thủ bị, tháng 3 năm nay Trọng Sơn Trấn chinh phạt Đông Hải Hồ Tộc, người này suốt lĩnh ngàn kỵ tám ngày liên tiếp phá hủy bảy bộ tộc hồ tộc sau đó càng là chém giết khách nhã kỳ chủ đa ba thác chém giết mạnh đặc mổ tự xưng vi vương hắn thống lĩnh binh lính tiểu trừ hồ tộc không có mười vạn cũng có tám vạn mà chết ở dưới thương của hắn hồ tộc không kể xiết đa ba thác có tu vi hậu thiên tầng tám hơn nữa đang thời tráng niên mạnh đặc mổ có tu vi hậu thiên tầng chín mặc dù đã qua sáu mươi nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường dương chính sơn có thể ở trên chiến trường chém giết hai người này chứng minh tu vi của hắn rất có thể là hậu thiên tầng chính. Kỷ chính phi đem tin tức mấy ngày nay mình nghe ngóng được nói cho ba người la kiện tùng, nói đến cuối cùng hắn còn nhịn không được cảm khái một. Câu, đây chính là một sát thần trên chiến trường, la kiện tùng, Lý Thành Quốc cùng tiền trung hạ ba người nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra thần sắc dễ dụa. Tồn tại như Dương Chính Sơn, là tồn tại bọn hắn không muốn trêu chọc. Có thực lực, có thân phận, trong tay còn nắm giữ binh quyền, tồn tại như vậy nhất bị thế lực giang hồ kiên kỵ. Mà Dương Chính Sơn không chỉ có thực lực, có thân phận, có binh quyền, vẫn là sát thần chiến trường. Ai nguyện ý dễ dàng treo chọc tồn tại như vậy? Hoàng Nghị Phúc còn thật sự là cho chúng ta chọc ra cái đại phiền toái. Lý Thành Quốc vuốt râu dê hoa trâm nhíu mày nói. Sống chết của Hoàng Nghị Phúc bọn hắn không để ý, chỉ là một đao khách ở vòng ngoài mà thôi, chết thì chết, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lại chiêu mộ một vị đao khách mới hoặc là bổ nhiệm một đao khách mới bọn hắn để ý là tài lộ thanh phúc sơn thu phí qua đường là mua bán rất kiếm tiền mấu chốt vẫn là không có nguy hiểm sẽ không dẫn tới quan phủ trấn áp một đường tài lộ ổn định lại có lợi nhuận lớn đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất quan trọng hiện tại hoàng nghị phúc chết vẫn là bị dương chính sơn giết chết vậy bọn hắn có nên phái một nhóm người đi tiếp quản tài lộ thanh phúc sơn hay không vạn nhất bọn hắn phái người đi dẫn tới dương chính sơn bất mãn lại đem bọn hắn tiểu trừ cái kia chẳng phải là uổng phí để cho người đi chịu chết về phần đối phó dương chính sơn bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ động dụng vũ lực ngọc hành tinh đường của bọn hắn cũng không có võ giả hậu thiên tầng chính từ mặt quan phủ trấn áp dương chính sơn nếu bọn hắn có bổn sự này cũng không cần phải trốn ở trong thanh sơn sơn mạch La Kiện Tùng cũng là nhíu chặt mày, tổng đường yêu cầu chúng ta sang năm giao nộp 10 vạn lượng bạc. Dựa theo thu nhập mấy năm gần đây của chúng ta, nếu sang năm không có thu nhập của Thanh Phúc Sơn, chúng ta phỏng chừng rất khó lấy ra nhiều bạc như vậy, Tinh Nguyệt Môn vì sao đem Thất Tinh Đường thiết lập ở trong Đại Vinh Cảnh Nội, chính là muốn từ trong Đại Vinh Cảnh Nội vơ vét bạc, đao khách là công cụ vơ vét của cải của Thất Tinh Đường, mà Thất Tinh Đường đồng dạng là công cụ vơ vét của cải của Tinh Nguyệt Môn vì sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Chưởng quỹ tiền trung hạ kinh nghi hỏi. Tin tức này trước đó La Kiện Tùng cũng không có nói. Những năm qua bọn hắn chỉ cần giao nộp 7 vạn lượng cho tổng đường là được, nhưng sang năm cư nhiên một lần tăng thêm 3 vạn. 3 vạn lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ, mặc dù ngọc hành tinh đường của bọn hắn có vài đường tài lộ không tệ, nhưng mà thu nhập mỗi năm của bọn hắn cũng chỉ có khoảng 10 vạn lượng. Loại trừ nhu cầu hàng ngày, lại trừ đi số lượng cần phải giao nộp, ngọc hành tinh đường gần như không còn gì. La Kiện Tùng chần chờ một chút, nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến hẳn là có liên quan với Lữ Thịnh Vương Triều, Lữ Thịnh Vương Triều vị ở Đông Nam Đại Vinh, là một đảo quốc Vương Triều. Tinh Nguyệt Môn sở tại Tinh Nguyệt Đảo khoảng cách Lữ Thịnh Vương Triều không xa, mà những năm này Tinh Nguyệt Môn ở Lữ Thịnh Vương Triều bỏ ra rất nhiều. Trong đó liên lụy đến bí mật của Tinh Nguyệt Môn, ngay cả La Kiện Tùng cũng chỉ biết được một nửa, húng chi là mấy người tiền trung hạ, nhắc tới lữ thịnh vương triều, mấy người đồng loạt trầm mặt xuống. thật lâu sau lý thành quốc mới lần nữa mở miệng nói, việc cấp bách là chúng ta còn có thể hay không lại lần nữa chiếm cứ thanh phúc sơn, lão phu cảm thấy chúng ta có tất yếu cùng vị dương tướng quân kia liên lạc một chút, có lẽ chúng ta có thể trả một chút giá lớn đổi lấy sự đồng ý của hắn. la kiện tùng hơi hơi gật đầu, nhận đồng ý tưởng của lý thành quốc, bất quá hắn lại hỏi, vậy nên phái ai đi bái kiến dương tướng quân? mấy người đồng loạt nhìn về phía la kiện tùng la kiện tùng mặt đen trong lòng nhịn không được oán thầm đám hỗn đảng không nói nghĩa khí này đó chính là sát thần chiến trường vạn nhất vị dương tướng quân này đối với bọn hắn bất mãn cái kia chẳng phải là có đi không về la kiện tùng cũng là có chút sợ hãi dương chính sơn danh tiếng của người bóng của cây phàm là hiểu rõ chiến tích của dương chính sơn phỏng chừng đều sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng mà trước mắt tự hồ cũng chỉ có la kiện tùng hắn đi là thích hợp nhất bởi vì chỉ có la kiện tùng hắn mới có thể đại biểu cho ngọc hành tinh đường của bọn hắn thôi thôi vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi nếu ta trở về không được các ngươi đừng quên thu thập thi thể cho ta la kiện tùng rất là bất đắc dĩ nói ách thu thập thi thể có chút khó khăn đường chủ yên tâm chúng ta sẽ dựng cho ngươi một tòa mộ y quan lý thành quốc rất không có đạo đức nói la kiện tùng tức giận chỉ có thể vung tay áo rời đi không có biện pháp mặc dù lý thành quốc ở dưới hắn nhưng bối phận của lý thành quốc so với hắn cao hơn thực lực cũng không yếu hơn hắn hắn đối với lý thành quốc chỉ có thể lễ nhượng ba phần đương nhiên lý thành quốc cũng không phải đang nói lời châm chọc mặc dù trên miệng nói không có đạo đức nhưng lý thành quốc mấy người vẫn là rất lo lắng cho la kiện tùng bất quá chỉ lo lắng cũng không có tác dụng la kiện tùng nhất định phải đi một chuyến nếu sang năm bọn hắn không thể giao nộp đủ bạc tổng đường đối với bọn hắn trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm trọng tằng long vệ vệ ti nha môn dương tướng quân nhân nghĩa vương mổ tạ ơn dương tướng quân bảo vệ bờ cõi trừ hại cho dân cứu dân khỏi khổ nạn trong chính sảnh của nha môn vương chấn trạch hướng về dương chính sơn liên tục chắp tay hành lễ đủ loại lời khen tuôn ra không ngớt bên cạnh thượng minh đức cũng phụ hòa đúng đúng dương tướng quân nhân nghĩa dương tướng quân chí công vô tư hai người này kẻ tung người hứng khiến dương chính sơn cũng có chút ngại ngùng ta thật sự tốt như vậy sao Dương Chính Sơn vút râu, khóe miệng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ. Nói hắn nhân nghĩa, cũng coi là đúng, giúp Vương gia đoạt lại vải bông, lại trả đủ ngân lượng cho Vương gia, tự nhiên xem như nhân nghĩa. Nếu đổi lại là người khác, Vương gia có khả năng lớn là một đồng cũng không lấy lại được. Nói hắn vì dân trừ hại, cũng không sai, hắn quả thực đã tiêu diệt một toán sơn tặc. Nhưng nói hắn chí công vô tư, Dương Chính Sơn lại cảm thấy có chút đỏ mặt. Khụ khụ, thượng gia chủ vương trưởng quỷ ha ha mau ngồi xuống dương chính sơn đành phải lên tiếng cắt ngang lời nịnh nọt của hai người mời họ ngồi xuống đa tại dương tướng quân hai người chắp tay tạ ơn sau đó mới ngồi ở dưới dương chính sơn dương tướng quân vì kẻ hèn này lấy lại vải bông lại giao đủ tiền hàng kẻ hèn này thật sự cảm kích không thôi lần này vương chấn trạch nói chuyện ý tình chân thật trước đó hắn đã hoàn toàn từ bỏ số vải bông kia chỉ coi như của đi thay người nhưng vạn lần không ngờ tới dương chính sơn không những đoạt lại được vải bông còn phái người đến tỉnh an thành bảo hắn tới nhận tiền hàng lúc vương chấn trạch nhận được tin tức này đầu tiên là không dám tin sau đó cảm động suýt khóc hu hu dương tướng quân nhân nghĩa thật dương tướng quân là người tốt ha ha chỉ là chuyện nhỏ thôi không đáng nhắc tới dương chính sơn nhấp ngụm trà cười nhạt nói với tướng quân là chuyện nhỏ nhưng với kẻ hèn này đây chính là chuyện cứu mạng tướng quân không biết mất đi số vải bông này cộng thêm tổn thất về người của các hỏa kế và tiêu sư kẻ hèn này cũng sắp mất đi một nửa gia sản nếu không có tướng quân nhân nghĩa việc làm ăn của kẻ hèn này e rằng mấy năm cũng không khôi phục được vương chấn trạch vẫn đầy mặt cảm kích trước đó hắn nói với thượng minh đức là mất đi gần nửa gia sản nhưng trước mặt dương chính sơn hắn không dám nói dối thực ra mấy nhà buôn vải lớn ở tỉnh an phủ đều mới phát triển trong vài năm gần đây trước đây lương gia mới là nhà buôn vải lớn nhất tỉnh an phủ sau khi lương gia bị tịch thu tài sản ba nhà vương trương lâm mới có cơ hội trỗi dậy tính thời gian thì vương gia cũng chỉ mới trỗi dậy được ba năm nền tảng hạn chế thật sự là không chịu nổi sóng gió kẻ hèn này cũng không biết nên cảm tạ tướng quân thế nào chỉ có thể dâng lên một chút lễ mọn bày tỏ thành ý nói xong vương chấn trạch liền đưa một danh sách lễ vật cho dương chính sơn dương chính sơn cũng không khách khí nhận lấy danh sách lễ vật có câu nói rất hay giao thiệp chính là lễ qua lại hắn nhất định phải nhận lễ tạ này nếu không chính là từ chối người ta lễ tạ của vương chấn trạch cũng không tính là quý trọng dù sao số vải bông kia cũng chỉ đáng mấy ngàn lượng bạc mà thôi lão phu sẽ không khách khí nữa ha ha dương chính sơn vui vẻ nhận lễ tạ nụ cười trên mặt vương chấn trạch và thượng minh đức càng thêm chân thành đối với thái độ của dương chính sơn bọn họ vui mừng từ tận đáy lòng vương chấn trạch là thương nhân trước mặt quan viên thương nhân luôn thấp hơn một bậc bình thường hắn gặp quan viên mỗi người đều có dáng vẻ cao cao tại thượng còn hắn chỉ có thể cẩn thận nịnh nọt thượng minh đức là võ giả thân phận địa vị của hắn cao hơn thương nhân rất nhiều nhưng đối mặt với quan viên vẫn phải cẩn thận ba phần lần này hắn đi cùng vương chấn trạch chính là muốn kết giao với dương chính sơn sau đó ba người lại trò chuyện một lúc lâu chủ đề chủ yếu xoay quanh tình hình tỉnh an phủ thực ra ba người cũng không có quá nhiều chuyện để nói nhưng dương chính sơn cũng là người tỉnh an phủ muốn hiểu thêm về tỉnh an phủ nên cũng không bị lạnh nhạt buổi trưa dương chính sơn còn mở tiệc chiêu đãi hai người trong phủ càng khiến hai người cảm kích vô cùng lúc bọn họ rời đi ấn tượng về dương chính sơn trong lòng đã hoàn toàn khác trước đây nghe nói dương chính sơn là sát thần trên chiến trường bọn họ cho rằng dương chính sơn là một tướng quân toàn thân đầy sát khí sau khi dương chính sơn giúp vương gia đoạt lại vải bông bọn họ lại cảm thấy dương chính sơn rất nhân nghĩa mà sau khi thực sự tiếp xúc với dương chính sơn thái độ ôn hòa của dương chính sơn lại khiến ấn tượng của bọn họ về hắn tăng thêm vài phần hiền lành từ đó về sau mỗi khi hai người nhắc đến dương chính sơn trước mặt người khác đều khen một câu nhân nghĩa nhân từ Thực ra đối với Thượng Minh Đức và Vương Chấn Trạch, Dương Chính Sơn cũng không có quá nhiều tâm tư, hắn chỉ cảm thấy sau này có thể sẽ có lúc dùng đến hai người này, nên mới nhiệt tình hơn một chút với bọn họ. Còn như thân phận địa vị gì đó, bản thân hắn vốn không để ý, tự nhiên cũng sẽ không cố ý khinh thường bọn họ. Thượng Minh Đức và Vương Chấn Trạch ở lại vệ thành một đêm, sáng sớm hôm sau, Dương Chính Sơn đích thân tiễn bọn họ ra khỏi thành, coi như đã cho bọn họ đủ mặt mũi bọn họ vừa đi trước, La Thường đã đến vệ thành ngay sau đó. Đoàn xe dài có đến 560 chiếc xe ngựa, hơn 300 người, chỉ riêng tiêu sư đã có hơn trăm người. Khi Dương Chính Sơn nhìn thấy đội ngũ khổng lồ này, cũng không khỏi sửng sờ. Tặc tặc, ngươi giờ phát đạt rồi, tự nhiên thuê được nhiều tiêu sư như vậy, Dương Chính Sơn nhìn những tiêu sư cao lớn vạm vỡ, không nhịn được trêu chọc La Thường. La Thường cười nói, đại nhân có thấy những tiêu sư này quen mắt không, Quen mắt, Dương Chính Sơn nhìn về phía những tiêu sư kia, quả thực có vài người trông quen quen. Bọn họ là, phần lớn bọn họ đều đến từ quân hộ của Ngân Hà Bảo và An Nguyên Thành. La Thường cười nói. Lông mày Dương Chính Sơn khẽ nhướng lên, lại đánh giá những tiêu sư kia, sau khi được La Thường nhắc nhở, hắn thực sự nhận ra được vài người. Ngươi đúng là biết hốt mẻ lớn, phần lớn nam đinh của quân hộ ở Ngân Hà Bảo và An Nguyên Thành đều đã tham gia huấn luyện của hắn, không dám nói mỗi người đều là tinh nhuệ, nhưng có thể nói mỗi người đều là binh có thể chiến đấu. Đương nhiên, tinh nhuệ thực sự cũng không thể dễ dàng bị la thường mang đi. Hiện tại, quan phòng thủ của Ngân Hà Bảo là dòng giỏi dương thị, thống lĩnh của An Nguyên Thành hiện tại là hàng thừa, bọn họ đều không phải kẻ ngốc, sẽ không để tinh nhuệ dưới trướng trời đi. Những tiêu sư của La Thường đều là người lớn tuổi, ừm, cơ bản đều trên 40 tuổi, hơn nữa trong đó còn có không ít tàn binh tàng binh dương chính sơn nhìn mấy tiêu sư cục tay kia vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị đó đều từng là binh sĩ dưới trướng hắn mấy tàng binh kia cũng chú ý đến ánh mắt của dương chính sơn mấy người tiến lên bái nói bái kiến tướng quân dương chính sơn bước lên một bước cẩn thận đánh giá bọn họ một lượt vỗ vỗ vai bọn họ đã vất vả cho các ngươi rồi không vất vả nhờ phúc của tướng quân hiện tại chúng ta sống rất tốt mấy người nghe răng cười không hề có chút trầm lặng nào do thương tật mang lại. Đúng vậy, hiện tại bọn họ sống rất tốt, mặc dù cơ thể bọn họ có khiếm khuyết, nhưng cha mẹ vợ con bọn họ đều sống rất tốt, mà tất cả những điều này đều là Dương Chính Sơn ban cho bọn họ. Vì vậy bọn họ cảm kích Dương Chính Sơn, ghi nhớ Dương Chính Sơn, lần nữa gặp lại Dương Chính Sơn, trong lòng tràn đầy vui mừng và tự hào. Dương Chính Sơn nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nói: "La trưởng quỷ" sau này ngươi phải chăm sóc bọn họ cho tốt, đại nhân yên tâm, ở chỗ ta bọn họ chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi. La Thường cười hiếp mắt nói. Hai năm nay La Thường béo lên không ít, có chút thân hình béo mập, bụng phệ, cười lên có vài phần từ bi hiền lành của Phật Di Lặc. Hắn làm sao có thể để những tàn binh này chịu thiệt, những tàn binh này đều là bảo bối của hắn, đều là thần hộ mệnh của hắn và La Gia. Đừng tưởng rằng tàn binh chính là phế vật. Mỗi một tàn binh đều là tinh nhuệ bò ra từ chiến trường, mặc dù cơ thể bọn họ có thương tật, nhưng lực chiến đấu của bọn họ chưa chắc đã kém hơn những tinh nhuệ lành lặn tay chân. Mà những tàn binh đã qua huấn luyện của Dương Chính Sơn, từng theo Dương Chính Sơn xông pha trên chiến trường, tuyệt đối là tinh nhuệ trong số tinh nhuệ. Dương Chính Sơn nói là thường hốt được mẻ lớn, mẻ lớn nhất chính là những tàn binh này. Trên thực tế, La Thường hốt được mẻ lớn không chỉ là mấy tàn binh trước mắt này, phàm là tàn binh đã từng theo Dương Chính Sơn hắn có thể mời được gần như đều mời về nhà và cửa hàng. Ngay cả những người bị tàn phế hai chân không thể đi lại, hắn cũng nguyện ý sắp xếp cho một công việc đơn giản nhẹ nhàng. Đương nhiên, hắn là thương nhân, hắn sẽ không làm ăn lỗ vốn. Hắn nguyện ý chiêu mộ những tàn binh này, là vì những tàn binh này dám đánh dám liều, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, trưởng quỷ và hỏa kế trong tiệm có thể sẽ sợ hãi, nhưng những tàn binh này lại dám cầm đao liều mạng tên lưu manh côn đồ nào dám đến tiệm hắn gây sự, đó chính là tìm chết, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Dương Chính Sơn lại nói với mấy tàn binh. Sau đó, mấy tàn binh rời đi, Dương Chính Sơn thì dẫn La Thường vào phòng trà trong nha môn. Nói đến năm nay, hắn và La Thường cũng chỉ mới gặp nhau một lần, đây là lần thứ hai. Nửa đầu năm hắn chinh chiến ở bên ngoài, tự nhiên không thể gặp La Thường, nửa cuối năm hắn từ chiến trường trở về, la thường đến an nguyên thành gặp hắn một lần sau đó kéo dài đến tận bây giờ mới lại gặp mặt ngồi đi ở chỗ ta không cần khách khí dương chính sơn chào hỏi tạ ơn đại nhân la thường cũng không khách khí ngồi xuống trước mặt dương chính sơn bắt đầu rửa trà pha trà gần đây việc làm ăn của ngươi thế nào dương chính sơn hỏi rất tốt việc làm ăn ở trọng sơn trấn vẫn luôn ổn định ta cũng không định mở rộng thêm nữa duy trì hiện trạng là được đại nhân cũng biết hai năm nay ta vẫn luôn đến giang nam hai tháng trước ta mua một trà trang ở giang nam định làm thêm chút việc buôn bán trà lá la thường vừa rót trà cho dương chính sơn vừa nói trà lá dương chính sơn khẽ gật đầu dù là trọng sơn trấn hay liêu đông trà lá đều là một trong những mặt hàng sinh lợi nhiều nhất chỉ cần có thể vận chuyển trà lá ở miền nam đến nơi này là có thể kiếm được một khoản lớn tuy nhiên điều quan trọng nhất trong chuyện này không phải là có thể mua được trà lá ở miền nam hay không mà là có thể khai thông được con đường giao thương giữa nam và bắc hay không lộ trình hàng ngàn dặm liên quan đến vận chuyển đường bộ và đường sông dọc đường đủ loại yêu ma quỷ quái vô số muốn khai thông tuyến đường giao thương này không phải là dễ mấy năm nay la thường thường xuyên đến giang nam hiện tại vải lụa gấm vóc mà tiệm vải và cẩm tú phường của la gia sử dụng đều đến từ giang nam hiển nhiên la thường đã khai thông được con đường qua lại giữa nam và bắc nếu la thường lại mở rộng việc kinh doanh sang trà lá thì quy mô việc làm ăn của la gia chắc chắn sẽ tiến thêm một bước nữa dạo gần đây ngươi ở giang nam khá lâu có hiểu biết gì về hải thương ở đó không dương chính sơn đột nhiên hỏi la thường kinh ngạc ngẩng đầu lên đáp đại nhân hứng thú với hải thương cũng có đôi chút ý tưởng nhưng ta không biết nhiều về họ muốn tìm hiểu trước rồi tính sau dương chính sơn nói la thường suy nghĩ một lúc rồi đáp muốn làm hải thương rất khó rất khó khó ở những điểm nào thứ nhất muốn ra khơi cần vốn lớn một chiếc thuyền biển loại nhỏ cũng cần đến hàng ngàn lượng bạc loại lớn có thể lên đến hàng vạn lượng thứ hai biển cả trùng trùng nguy hiểm thiên tai nhân họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào thiên tai đã đành nhân họa mới là rắc rối nhất đại nhân có thể không biết nhiều hải thương ở miền nam vừa là thương vừa là tặc sau khi ra khơi họ có thể trở thành hải tặc bất cứ lúc nào cướp bóc những thuyền buôn gặp phải dương chính sơn sao có thể không biết điều này những cái tên như lý đáng trịnh chi long kiếp trước hắn đã tìm hiểu rất kỹ chính vì hiểu rõ hắn mới hứng thú với hải thương hải mậu có thể mang lại lợi ích khổng lồ mà thăng long vệ không có ưu thế nào khác chỉ có duy nhất lợi thế giáp biển mặc dù ở liêu đông hải mậu tương đối lạc hậu nhưng bù lại có đường ra biển dương chính sơn nảy ra ý định xây dựng một bến cảng ở ven biển đóng vài chiếc thuyền lớn để tiến hành hải mậu nhưng ý tưởng này muốn thực hiện cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng la thường tiếp tục thứ ba là ti thuyền chánh đánh thuế rất cao đối với hàng hóa khiến phần lớn hải thương giang nam đều tìm cách bỏ qua ti thuyền chánh đại vinh cho phép hải mậu nhưng quản lý khá nghiêm ngặt quy trình chính thức là ti thuyền chánh cấp giấy phép thuyền mới được ra khơi khi thuyền trở về cảng ti thuyền chánh sẽ trưng thu hàng hóa xuất nhập khẩu chia hàng thành hai loại thô và tinh quan phủ sẽ trưng thu một số lượng nhất định theo tỷ lệ thực chất đây là một dạng thuế nhập khẩu bằng hiện vật còn việc la thường nói bỏ qua ti thuyền chánh chính là chỉ buôn lậu buôn lậu có thể tránh được thuế của ti thuyền chánh nhưng phải mạo hiểm với rủi ro bị ti thuyền chánh tịch thu đại vinh cũng có không ít thủy sư mặc dù lực chiến của những thủy sư này bình thường nhưng họ lại rất giỏi trong việc tịch thu thuyền buôn nghe la thường trình bày dương chính sơn trầm ngâm suy nghĩ ba vấn đề chính là vốn lớn rủi ro cao triều đình đánh thuế nặng vốn lớn thì dễ giải quyết hiện tại dương chính sơn không thiếu tiền bất kể là dương gia hay vệ ti nha môn đều không thiếu bạc đầu tư mười mấy vạn lượng cũng rất nhẹ nhàng còn về rủi ro nếu dương chính sơn đích thân ra khơi có lẽ sẽ không có rủi ro gì thiên tai hắn có thể dự đoán trước muốn tránh cũng không khó nhân họa trên biển lớn có thực lực gây họa chắc chắn không nhiều nhưng vấn đề là hắn có thể ra khơi không còn thuế của triều đình đây mới là vấn đề lớn mạo hiểm rủi ro cao như vậy kết quả cuối cùng chỉ kiếm được chút tiền nhỏ đây chính là làm ăn thua lỗ dương chính sơn nghĩ ngợi một lúc cảm thấy việc này vẫn cần cân nhắc thận trọng may mắn là hiện tại hắn cũng không vội có thể từ từ suy nghĩ và tìm hiểu tình hình hai người trò chuyện thêm một lúc la thường bất ngờ chuyển giọng cười nói đại nhân lần này ta đến có mang theo một món quà cho ngài quà gì dương chính sơn hơi sửng sốt la thường mang theo không ít thứ như vải bông lông thú thảo dược đều là những vật tư thăng long vệ thiếu thốn đại nhân chờ một chút hãy để ta giữ bí mật trước La Thường đứng dậy chạy ra khỏi trà thất, Dương Chính Sơn đầy vẻ ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng hắn. Tên này đã lớn tuổi rồi, vậy mà còn bày trò kinh hỉ với ta, hành động của La Thường khiến Dương Chính Sơn càng thêm mong đợi vào món quà của hắn. Khoảng một khắc sau, La Thường quay lại, mang theo hai người khi một chiếc hòm gỗ dài. Tuy nhiên, hắn không vào nhà mà đứng ở ngoài cửa, "Đại nhân, hãy xem cái này." Nói rồi, hắn mở chiếc hòm gỗ ở ngoài cửa. Dương Chính Sơn đứng dậy bước tới, nhìn thấy vật trong hòm, đôi mắt lập tức sáng lên. Hòm gỗ rất dài, hơn 7 thước, bên trong là một cây trường thương. Một cây câu liêm thương, thương dài 7 thước 2, đầu thương dài 8 tấc, mũi thương sắc nhọn, phía dưới có một móc ngược nhô ra. Cán thương dài 6 thước, đường kính 3 tấc, đuôi thương có một mũi sắc dài 4 tấc. Mũi thương và móc ngược màu trắng bạc, sắc bén lạnh lùng, cán thương màu đen huyền, khắc hoa văn cỏ xoắn màu bạc. Dương Chính Sơn đưa tay nắm lấy cán thương, hoa văn cỏ xoắn tạo ra hiệu ứng chống trượt rất tốt. Hắn nhẹ nhàng nhấc lên nhưng không được. Thương này nặng bao nhiêu, 138 cân. La thường cười tuê tuét. Thảo nào cần hai người khiên đến, Dương Chính Sơn khẽ dùng sức, lập tức nhấc được trường thương lên, sau đó múa vài đường thương hoa ngay trước cửa. Khi hắn vận dụng quỳ ngưu kình trong cơ thể, cây trường thương này cũng phát ra tiếng sấm ầm ầm. Dương Chính Sơn càng thêm phấn khích, không tìm được liên tục vũ động trường thương trên khoảng đất trống trước cửa trà thất tiếng sấm ầm ầm âm thanh sắc bén xé gió hòa quyện vào nhau một luồng khí thế nặng nề mà sắc bén bùng nổ dữ dội trường thương vũ động mỗi cú đánh giường như đều mang theo sức mạnh ngàn cân như muốn đâm thủng bầu trời dương chính sơn hưng phấn luyện liên tục nửa canh giờ mới dừng lại hảo thương ha ha hảo thương cây thương này tên là gì từ khi lưu kim phi ngư thương bị hỏng hắn vẫn chưa tìm được binh khí vừa tay chỉ có thể dùng thiết thương chế tạo theo kiểu dáng quân đội. Hiện tại đột nhiên có được một cây trường thương vừa ý, cảm giác hưng phấn trong lòng hắn không thể nào che giấu được. Cây thương này còn vừa tay hơn cả lưu kim phi ngư thương. Lưu kim phi ngư thương đối với hắn quá nhẹ, trọng lượng hơn 30 cân khiến hắn luôn có cảm giác nhẹ bẩn. Còn cây thương này nặng tới 138 cân, tuyệt đối không tính là nặng đối với hắn, sử dụng không hề tốn sức. Đại nhân, cây thương này được chế tạo từ huyền thiết trăm luyện, xuất xứ từ thẩm gia ở tương nguyên phủ nhưng nó chưa có tên đại nhân có thể đặt cho nó một cái tên la thường nói dương chính sơn thoáng động ý nghĩ thẩm gia tương nguyên phủ đó là gia tộc thợ rèn có tiếng ở đại vinh không sai thợ rèn cũng có thể được gọi là thế gia mặc dù ở đại vinh địa vị của thợ thủ công không cao nhưng điều này không có nghĩa là địa vị của thợ rèn giỏi cũng không cao võ giả không thể thiếu binh khí mà một thợ rèn có thể tạo ra thần binh lợi khí sẽ được vô số võ giả săn đón hơn nữa thẩm gia tương nguyên phủ không chỉ là gia tộc thợ rèn thẩm gia còn là gia tộc võ đạo thực lực bản thân cũng rất mạnh thẩm gia các đời đều có người vào triều làm quan trong cục binh trượng và cục quân khí của công bộ ở Hoàng thành có không ít thợ thủ công đến từ thẩm gia cũng như lưu kim phi ngư thương mà dương chính sơn sử dụng trước đây rất có thể là do một thành viên thẩm gia nào đó chế tạo ra tuy nhiên lưu kim phi ngư thương cũng là một loại binh khí chế tạo theo kiểu dáng là binh khí đặc biệt được chế tạo để ban thưởng cho những tướng sĩ có công lao theo hoa văn có thể chia thành mãn văn phi ngư văn đấu ngư văn tốt nhất đương nhiên là mãn văn nếu là thương thì sẽ là lưu kim mãn long thương trước đây dương chính sơn có thể sử dụng lưu kim phi ngư thương là nhờ phúc của chu lan còn lần này có được một cây huyền thiết thương trăm luyện là nhờ la thường mang đến đã được chế tạo từ huyền thiết trăm luyện, vậy gọi là huyền thiết thương đi. Dương Chính Sơn là người kém khoản đặt tên, trực tiếp lấy chất liệu để đặt tên. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Dương quá có huyền thiết trọng kiếm, hắn có huyền thiết thương, chỉ có điều huyền thiết này không phải là huyền thiết kia. Huyền thiết trọng kiếm của Dương quá là thiên ngoại lưu tinh, tức là thiên thạch. Còn huyền thiết ở thế giới này là một loại quặng sắt, chất liệu tương đối cứng, trọng lượng khá nặng, nên được gọi là huyền thiết. Ngươi đã tốn không ít bạc phải không?" Dương Chính Sơn vuốt ve hoa văn cỏ xoắn trên cán thương, yêu thích không rời tay, nói: "Ha ha, chỉ cần đại nhân thích, chút bạc đó có đáng là gì?" La Thường không để ý nói. Dương Chính Sơn đương nhiên hiểu, chút bạc hắn nói không phải là một ít bạc, mà là hơn vạn lượng, thậm chí là hàng vạn lượng. Huyền thiết trân quý cộng với kỹ nghệ của thẩm gia, tuyệt đối trị giá vạn lượng. Tuy nhiên, hắn cũng không khách sáo với La Thường, nói gì đến chuyện tự mình bỏ bạc. Dương Gia và La Gia đã sớm buộc chặt vào nhau, là dùng lợi ích để ràng buộc, căn bản không thể phân rõ ràng. Ngươi có tâm rồi, Dương Chính Sơn thu huyền thiết thương lại, quay trở vào trà thất. Pha một ấm trà mới, Dương Chính Sơn chuyển chủ đề sang mục đích hắn gọi La Thường đến vệ thành. Sang năm bên này có rất nhiều việc cần ngươi phối hợp, La Thường nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cười nói, đến lúc đó đại nhân trực tiếp phân phó là được, nếu ta không có ở đây la chân cũng có thể thay ta làm việc cho đại nhân ừm dương chính sơn lặng lẽ thưởng thức hương trà thời gian gần đây ngươi hãy tìm hiểu về tình hình diêm thương diêm thương la thường bất ngờ ngẩng đầu lên dương chính sơn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn nói muối sắt là lợi ích khổng lồ ta thân là võ tướng sắt thì tuyệt đối không thể đụng vào nhưng muối thì có thể thử sắc mặt la thường trở nên nghiêm trọng đại nhân ngành muối cũng không dễ xen vào dương chính sơn vuốt trâu cười nói ta đương nhiên biết điều này nhưng chúng ta vẫn có tư cách xen vào việc kinh doanh muối không phải người bình thường có thể làm được bất kể là quan diêm hay tư diêm đều cần có bối cảnh quan diêm thì không cần nói nhiều không có chỗ dựa căn bản không thể làm được diêm thương còn tư diêm càng đầy rẫy tranh đấu không chỉ cần bối cảnh mà còn cần thực lực chính sách muối của đại vinh chủ yếu dựa vào chế độ diêm dẫn diêm dẫn là giấy phép vận chuyển và tiêu thụ muối do triều đình cấp cho diêm thương diêm thương nộp tiền mua diêm dẫn sau đó dựa vào diêm dẫn đến các diêm trường chỉ định để mua muối vận chuyển đến phạm vi chỉ định để tiêu thụ theo lý thuyết chỉ cần có tiền là có thể mua được diêm dẫn nhưng vấn đề là mua được diêm dẫn không nhất định mua được muối mua được muối không nhất định vận chuyển đến được phạm vi chỉ định vận chuyển đến phạm vi chỉ định không nhất định bán được chế độ diêm dẫn như vậy tồn tại rất nhiều lỗ hổng chẳng hạn như phát hành quá nhiều diêm dẫn diêm trường lấy lý do sản lượng không đủ để từ chối cung cấp muối quá trình vận chuyển muối cần phải qua nhiều cửa ải điều này dẫn đến việc các quan viên ở khắp nơi có thể thao túng ngành muối trục lợi lớn những người có chỗ dựa bối cảnh có thể tránh được nhiều rắc rối đảm bảo lợi nhuận mua bán còn những người không có thân phận bối cảnh căn bản không thể vận chuyển muối đến phạm vi chỉ định vì vậy ngành muối của đại vinh xuất hiện một số diêm thương độc quyền người ngoài rất khó xen vào việc kinh doanh quan diêm còn tư diêm việc kinh doanh tư diêm không chỉ liên quan đến những chuyện trên quan trường mà còn liên quan đến các thế lực giang hồ rất nhiều thế lực giang hồ dựa vào việc buôn bán tư diêm để kiếm tiền buôn bán tư diêm là trọng tội nhưng rất nhiều thế lực giang hồ đều hoạt động ở vùng xám đối với họ chỉ cần kiếm được tiền dù là việc buôn bán có thể bị chém đầu họ cũng sẵn sàng làm Tư Diêm buôn lậu xâm phạm lợi ích của các đại diêm thương, các đại diêm thương câu kết với quan phủ để đàn áp Tư Diêm, vì vậy thường xuyên xảy ra xung đột giữa Tư Diêm và quan phủ. Tóm lại, việc kinh doanh quan diêm bị các đại diêm thương độc quyền, việc kinh doanh Tư Diêm bị quan phủ và các đại diêm thương đàn áp. Dương Chính Sơn đương nhiên sẽ không buôn bán Tư Diêm, hắn muốn làm thì sẽ làm quan diêm. Tuy nhiên, hắn muốn xen vào việc kinh doanh quan diêm, không thể tránh khỏi phải đấu đá với các đại diêm thương. Điều này chẳng khác nào cướp thức ăn từ miệng các đại diêm thương, nếu không có bối cảnh và thực lực mạnh mẽ, các đại diêm thương sao có thể dễ dàng nhượng lại lợi ích, đã đại nhân có dự định, ta sẽ tìm hiểu tình hình ngành muối liêu đông trước. La thường nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Lợi ích từ việc buôn bán muối quan phủ không phải ngành nghề bình thường nào cũng sánh được. Đây là chuyện hoàn toàn khác với những việc làm ăn trước đây của La Gia. Hiện tại, La Gia kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, tiệm vải, xưởng theo, Trang sức vàng bạc, cửa hàng lương thực, lò rèn, xưởng mộc, tiêu cục, mặc dù La gia tham gia nhiều ngành nghề, nhưng tất cả đều là kinh doanh thông thường. Còn ngành muối là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Tham gia vào ngành muối, rất có thể sẽ phải đánh đổi cả gia sản và tính mạng. Tất nhiên, lợi nhuận từ ngành muối mang lại cũng không ai sánh kịp. Nếu La gia thực sự có thể đứng vững trong ngành muối Liêu Đông, gia sản và địa vị của La gia sẽ tăng lên vài bậc rủi ro này vẫn đáng để mạo hiểm không vội không vội ngành muối hải thương cả hai đều chỉ là ý tưởng của ta nếu nhanh sang hè năm sau ta mới thử dấn thân vào ngành muối còn hải thương có lẽ phải đợi đến nửa cuối năm sau thậm chí là năm sau nữa dương chính sơn nói dương gia cũng có không ít tài sản nhưng chủ yếu là bất động sản và đất đai ngoài ra còn có trang trại ngừa tuy nhiên trang trại ngựa không thể rời xa hắn, nếu không lợi nhuận sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại, Thăng Long vệ cũng không thích hợp để xây dựng trang trại ngựa lớn, nên Dương Chính Sơn mới nhắm đến ngành muối và hải thương. Không cần nói nhiều về ngành muối, một khi đã thành lập, đó chắc chắn là việc kinh doanh một vốn bốn lời. Còn hải thương liên quan đến nhiều ý tưởng khác của Dương Chính Sơn. Thế giới này cũng rất rộng lớn, hắn muốn thông qua hải thương để kiếm tiền, cũng muốn thông qua hải thương để hiểu về thế giới bên ngoài Đại Vinh. La Thường ở lại vệ thành ba ngày. Ba ngày này, Dương Chính Sơn đã nói chuyện với ông ta nhiều lần, từ việc kinh doanh hiện tại của La Gia, đến ngành muối vào năm sau, và sự phát triển trong tương lai của Thăng Long Vệ. Dương Chính Sơn đưa ra nhiều ý tưởng, và La Thường cũng đưa ra nhiều đề xuất cho hắn. Hiện tại, La Thường không còn là tiểu thương ngày xưa nữa. Những năm qua, ông ta bôn ba khắp nơi, hiểu biết rộng rãi, ở nhiều việc, kiến thức của ông ta còn vượt cả dương chính sơn nên nhiều đề xuất ông ta đưa ra đều rất xác đáng dương chính sơn cũng không phải người độc đoán hắn hiểu rõ ưu điểm và khuyết điểm của mình ưu điểm của hắn là có ký ức kiếp trước đã tiếp nhận nhiều thông tin phức tạp trong thời đại bùng nổ thông tin điều này giúp hắn có cái nhìn khác biệt và tiên tiến hơn so với đại đa số người ở thế giới này khuyết điểm của hắn cũng rất rõ ràng đó là tầm nhìn cao nhưng khả năng thực hiện kém nhiều thứ hắn chỉ hiểu sơ sơ nói thì rành rọt nhưng làm thì chịu thế giới khác nhau có những quy tắc khác nhau môi trường khác nhau có những biến đổi khác nhau và xã hội khác nhau có những xiềng xích vô hình khác nhau nhiều việc không phải cứ nghĩ tốt là làm tốt được vì vậy dương chính sơn không ngại người khác góp ý thậm chí hắn rất thích lắng nghe ý kiến của người khác sau khi la thường rời đi dương minh thành dương minh chí và lục văn hoa cũng lên đường trở về an ninh huyện tết sắp đến lễ mừng năm mới cũng phải gửi đi lễ mừng năm mới không quan trọng ở chỗ quý giá mà ở chỗ lễ nghĩa qua lại những năm qua dương chính sơn luôn coi trọng việc gửi lễ mừng năm mới mỗi năm đều đích thân xem qua lễ mừng được gửi đi càng ngày dương gia càng giàu có việc gửi lễ mừng năm mới càng trở nên quy củ gửi cho ai bao nhiêu giá trị của lễ vật là bao nhiêu gửi vào thời gian nào phái ai đi gửi tất cả đều có quy tắc Ví dụ như khi còn ở ngân Hà Bảo, Dương Chính Sơn sẽ gửi lễ mừng năm mới cho trưởng quỹ lư của tiệm lương thực lư gia. Hiện tại, mỗi năm Dương Gia vẫn gửi một phần lễ mừng cho trưởng quỹ lư, nhưng chỉ để hạ nhân đến gửi một phần lễ đơn giản. Mỗi năm, trưởng quỹ lư cũng gửi một phần lễ mừng năm mới cho Dương Gia, để chứng minh mối quan hệ cá nhân của ông ta với Dương Gia. Còn như lư gia, đó là mối quan hệ giữa hai nhà, mỗi năm khi dương minh thành trở về an ninh huyện sẽ gửi đi cùng như lưu phủ ở tận kinh đô vì đường xa dương chính sơn chỉ sắp xếp một hạ nhân có chút địa vị đến gửi lễ mừng tuy nhiên năm nay có chút khác biệt năm nay dương gia có một mối thân thích ở kinh đô chính là thường bình hầu phủ năm đầu tiên vân tuyết xuất giá lễ mừng năm mới phải long trọng một chút mới tăng thể diện cho vân tuyết trong phòng khách của viện chính dương chính sơn xem danh sách lễ vật do vương thị chuẩn bị vương thị mập mạp đứng bên cạnh hắn cười ngây ngô nói cha nhi tức mua được hai tấm da hồ ly trắng vốn định để cha và mẫu thân dùng nhưng mẫu thân thấy da hồ ly trắng quá xa xỉ nên thêm vào danh sách lễ vật này da hồ ly trắng cũng là loại lông thú quý giá khó gặp một tấm da hồ ly trắng hoàn hảo có thể trị giá vài trăm lượng bạc quan trọng là muốn mua cũng không nhất định mua được phải tùy vào vận may hiện tại Vương thị cũng giàu có, vài trăm lượng bạc nói tiêu là tiêu, cũng không cảm thấy da hồ ly trắng quý giá. Dương Chính Sơn nhìn Úc Thanh Y bên cạnh, hỏi, ngươi không thích, Úc Thanh Y bế tiểu minh chiêu, nói, thứ đó quá rực rỡ, tuổi này của ta sao có thể dùng, da hồ ly trắng tuy đẹp nhưng không phù hợp với tuổi của bà. Dương Chính Sơn cũng hiểu điều này, không nói thêm. Nếu là hắn, hắn tự nhiên sẽ không để ý những thứ này, nhưng Úc Thanh Y thì khác, Úc Thanh Y là người của thế giới này, tư tưởng và quan niệm của bà âm thầm tuân theo phong tục tập quán của thế giới này. Nhìn danh sách lễ vật, Dương Chính Sơn cảm thấy Vương Thị đã chuẩn bị rất chu đáo, có thể tặng được đều đã tặng. Tuy nhiên, với tư cách là một người cha già, Dương Chính Sơn vẫn cảm thấy hơi thiếu. Thêm 50 hũ bách thảo nhưỡng, đúng rồi, mấy ngày trước trưởng quỷ la mang đến thường dương mau tim và vân cẩm cũng thêm vào, còn con ngựa của vân tuyết có phải vẫn nuôi ở nhà không? tiện thể gửi đi chọn thêm hai con ngựa tốt tặng cho hầu gia và cô gia ngựa của dương gia đều là ngựa tốt mỗi con đều được chăm sóc cẩn thận mặc dù dương chính sơn không thể mang trang trại ngựa ở an nguyên thành đến đây nhưng mang theo vài chục con ngựa đến vẫn không thành vấn đề vì vậy hiện tại dương gia có riêng một viện để nuôi ngựa đúng rồi con hồng câu nhỏ đó lão gia không phải ngươi nói để con ngựa đó cho thừa nghiệp sao Úc thanh y bên cạnh không nghiện được các ngang lời Dương Chính Sơn. Những thứ khác thì thôi, nhưng con hồng câu nhỏ đó không phải ngựa tốt bình thường. Hồng câu nhỏ, cái tên này nghe có vẻ bình thường, nhưng ý nghĩa của nó lại không bình thường, vì màu đỏ của nó đến từ Hồng Vân. Hồng Vân chính là chiến mã mạnh nhất trong tất cả các chiến mã của Dương gia. Dương gia đã nuôi ngựa, tất nhiên không thể tránh khỏi việc phối giống cho ngựa cái, mà Hồng Vân là con ngựa tốt nhất của Dương gia việc phối giống tự nhiên không thể thiếu nó ừm hồng vân có rất nhiều thê tử những con ngựa cái mà hồng vân đã phối giống càng nhiều giống của hồng vân quả thực rất tốt con cháu của nó dù không được linh tuyền tẩm bổ cũng có thể trưởng thành thành ngựa tốt thượng đẳng tuy nhiên nếu hỏi về con ngựa tốt nhất trong số hậu duệ của hồng vân thì đó chính là hồng câu nhỏ bộ lông màu hồng sẫm bờm màu đỏ rực thân hình cường tráng đôi mắt linh động tất cả đều chứng minh Hồng Câu Nhỏ đã kế thừa những gì tốt nhất từ Hồng Vân. Hơn nữa, Dương Chính Sơn cũng rất thích Hồng Câu Nhỏ, thường xuyên đích thân đi cho nó ăn. Hắn đích thân đi cho ăn tự nhiên là có ưu đãi đặc biệt. Vì vậy, mặc dù hiện tại Hồng Câu Nhỏ mới một tuổi, nhưng trong nó cao lớn hơn nhiều so với những con ngựa cùng tuổi. Bị Úc Thanh Y cắt ngang, Dương Chính Sơn xấu hổ sờ mũi. Được rồi, vừa rồi chỉ nghĩ đến con gái Úc quên mất cháu trai lớn quan trọng là vương thị còn đứng ở đây điều này có hơi xấu hổ đúng 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 xem trí nhớ của ta này hồng câu nhỏ là của thừa nghiệp dương chính sơn ngẩng đầu nhìn vương thị vương thị vẫn cười ngây ngô như thể không hề để ý đến việc sở hữu của hồng câu nhỏ trên thực tế vương thị thực sự không để ý đến một con ngựa trong mắt bà đó chỉ là một con ngựa mà thôi dương gia có nhiều ngựa như vậy không thiếu một con còn về việc tranh giành càng không cần thiết bà là dâu trưởng của dương gia con trai bà là cháu đích tôn của dương gia bà có gì phải tranh giành phải nói rằng vương thị nhìn rất thấu đáo cũng chính vì sự thấu đáo của bà những năm qua bà đã được tất cả mọi người trong dương gia công nhận dù là lý thị và lương thị hai người em dâu hay vân yên và vân tuyết hai em chồng đều rất kính trọng bà chị dâu này dương chính sơn và úc thanh y cũng rất công nhận người con dâu lớn này mặc dù úc thanh y là chủ mẫu của dương gia nhưng rất nhiều việc trong nhà đều do vương thị quán xuyến đặc biệt sau khi úc thanh y mang thai quyền quản gia ở hậu viện dương gia đều giao cho vương thị hiện tại úc thanh y cũng không có ý định lấy lại quyền quản gia có một nàng dâu lớn đảm đang bà mẹ chồng này cũng được nghỉ ngơi đôi chút cũng có thời gian ở bên con trai nhiều hơn cứ như vậy đi Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai để Minh Hạo lên đường đến kinh đô." Dương Chính Sơn ra lệnh. "Vâng, cha, ta sẽ sắp xếp ngay." Vương thị cười đáp. Sau khi Vương thị rời đi, Dương Chính Sơn đang định trêu chọc Tiểu Minh Chiêu thì Ngô Hải đứng ngoài cửa nói, "Lão gia, có khách đến thăm." Dương Chính Sơn chỉ có thể trả Tiểu Minh Chiêu vừa bế vào lòng cho Úc Thanh Y, bước ra khỏi phòng khách, hỏi, "Ai đến? Tết đến gần, thời gian này chắc chắn có nhiều khách đến thăm." nên dương chính sơn cũng không ngạc nhiên lão gia đây là thiệp bái phỏng dương chính sơn vừa mở thiệp vừa đi về phía tiền viện khi nhìn thấy tên trên thiệp thân hình hắn hơi khựng lại la kiện tùng đường chủ ngọc hành tinh đường dương chính sơn rất ngạc nhiên người này đến làm gì hắn nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục đi về phía tiền viện rất nhanh hắn đã đến chính sảnh của tiền viện lúc này la kiện tùng đang ngồi trong sảnh Ngô Hải đã sắp xếp cho hạ nhân dân trà. Thấy Dương Chính Sơn bước vào, La Kiện Tùng vội vàng đứng dậy, Thảo Dân La Kiện Tùng bái kiến Dương Tướng Quân, thần sắc Dương Chính Sơn hơi động, tự xưng là Thảo Dân, chắc chắn không phải đến để báo thù hoặc đòi công lý. Cũng đúng, thất tinh đường có ngông cuồng đến đâu, chắc chắn cũng không dám đến quan phủ gây rối, nếu không triều đình tuyệt đối không dung tha cho họ. Ngươi là đường chủ của Ngọc Hành Tinh Đường, Dương Chính Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc nhạt nhẽo hỏi, tại hạ đúng là như vậy dương chính sơn không bảo hắn ngồi hắn cũng không dám ngồi vậy ngươi đến đây làm gì tại hạ đến để tạ lỗi với tướng quân tạ lỗi dương chính sơn vút râu nhìn chằm chằm vào la kiện tùng đúng vậy hoàng nghĩa phúc là đao khách của ngọc hành tinh đường chúng ta hắn va chạm với tướng quân thật không nên mặc dù tướng quân đã xử lý hắn nhưng tại hạ vô cùng sợ hãi đặc biệt đến đây để tạ lỗi với tướng quân đây là một chút thành ý của tại hạ mong tướng quân nhận cho để bày tỏ lời xin lỗi la kiện tùng đưa một danh sách lễ vật đến trước mặt dương chính sơn dương chính sơn nhận lấy danh sách lễ vật tùy ý liếc mắt một cái tạ lễ xin lỗi điều này ngoài ý muốn của hắn tuy nhiên nghĩ kỹ lại la kiện tùng làm như vậy cũng hợp lý như những người giang hồ như bọn họ có lẽ không thích gây mâu thuẫn với quan viên đặc biệt là tinh nguyệt môn thất tinh đường ở đại vinh vốn đã bị triều đình bài xích và đàn áp điều này khiến họ phải cẩn thận khi làm việc đồ trên danh sách lễ vật không ít giá trị cũng khá cao tước chừng vài ngàn lượng bạc nhưng dương chính sơn chỉ tùy ý liếc mắt một cái tạ ý của ngươi bản tướng quân có thể cảm nhận được nhưng hãy nói mục đích thực sự của ngươi đi dương chính sơn đặt danh sách lễ vật xuống ngẩng đầu nhìn la kiện tùng lần nữa nếu la kiện tùng không có ý đồ gì thì hoàn toàn không cần thiết phải đến tạ lễ xin lỗi. Dương Chính Sơn chỉ là chỉ huy sứ của Thăng Long Vệ, mặc dù thất tinh đường kiên kỵ triều đình, nhưng cũng không đến mức kiên kỵ hắn, một chỉ huy sứ Thăng Long Vệ, hắn không thể đại diện cho triều đình. Thấy thái độ của Dương Chính Sơn bình thản, trong lòng La Kiện Tùng không khỏi lo lắng. Tướng quân, tại hạ có một việc muốn cầu xin, việc gì, liên quan đến Thanh Phúc Sơn. La Kiện Tùng cẩn thận lựa chọn từ ngữ. Dương Chính Sơn lập tức hiểu được ý của hắn, nhưng lại cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Xem ra Ngọc Hành tinh đường không nỡ bỏ con đường tài lộc ở Thanh Phúc Sơn. Hắn tự nhiên không để ý đến Thanh Phúc Sơn, còn Ngọc Hành tinh đường thu phí qua đường ở Thanh Phúc Sơn có hợp pháp hay không, có hợp quy hay không, điều đó không liên quan đến hắn, hắn cũng không phải là tri phủ của tỉnh An Phủ, không quản được những chuyện này. Hắn đang nghĩ xem Ngọc Hành tinh đường có hữu dụng với hắn hay không mặc dù ngọc hành tinh đường ẩn mình trong sâu thẳm trường thanh sơn nhưng vương ra khắp liêu viễn từ bắc tỉnh an phủ đến nam ký châu đều có đao khách của họ ở liêu viễn ngọc hành tinh đường nên là thế lực giang hồ mạnh nhất phạm vi bao phủ rộng nhất nếu một thế lực giang hồ như vậy có thể được hắn sử dụng thì sẽ có rất nhiều lợi ích tuy nhiên thất tinh đường thuộc về tinh nguyệt môn muốn lôi kéo một đường khẩu của tinh nguyệt môn không dễ huống hồ hắn muốn lôi kéo cả một đường khẩu các ngươi có thể tiếp tục bố trí nhân thủ ở thanh phúc sơn nhưng việc này các ngươi nợ bản tướng quân một ân tình dương chính sơn cảm thấy hiện tại lôi kéo ngọc hành tinh đường có chút khó khăn nên quyết định trước tiên kiếm một ân tình điều này la kiện tùng có chút do dự dương chính sơn mỉm cười nói sao không muốn nụ cười của hắn rất hiền lành nhưng trong lòng la kiện tùng lại chấn động một luồng ý lạnh dâng lên từ đáy lòng không không tướng quân coi trọng tại hạ đó là vinh hạnh của tại hạ la kiện tùng vội vàng cúi đầu đáp dương chính sơn khẽ gật đầu như vậy thì tốt bản tướng quân sẽ nhận lễ tạ này còn thanh phúc sơn đó là chuyện của các ngươi không liên quan đến bản tướng quân tạ ơn tướng quân la kiện tùng lại chắp tay nói dương chính sơn nâng chén trà tiễn khách la kiện tùng thức thời xin cáo lui tuy nhiên khi hắn sắp rời khỏi chính đường Dương Chính Sơn bỗng nhiên nói, bản tướng quân nhớ rằng, trụ sở của Ngọc Hành Tinh Đường các ngươi ở Đại Thanh Sơn nhỉ, Đại Thanh Sơn là một phần của Trường Thanh Sơn mạch, nằm ở ranh giới giữa tỉnh An phủ và Ninh Viễn phủ, còn trụ sở của Ngọc Hành Tinh Đường ở trên đỉnh Đại Thanh Sơn. Toàn thân La Kiện Tùng rung lên, đáp, đúng, ừm, Dương Chính Sơn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Tại hạ cáo lui. La Kiện Tùng lại xin cáo lui, sau đó mới rời đi. Dương Chính Sơn nhắc đến Đại Thanh Sơn không phải nói vu vơ, mà là muốn nói cho La Kiện Tùng biết rằng hắn biết trụ sở của Ngọc Hành Tinh Đường, nếu sau này La Kiện Tùng không muốn trả ân tình này, hắn không ngại đến Đại Thanh Sơn một chuyến. Ngày 20 tháng Chạp, Dương gia nhận được lễ mừng năm mới từ Thường Bình Hầu. Tuy nhiên, Dương Chính Sơn không quan tâm đến lễ mừng năm mới của Thường Bình Hầu phủ, mà quan tâm đến việc Dương Vân Tuyết ở Thường Bình Hầu phủ có tốt hay không. Lão gia, đây là thư của tiểu thư, đây là thư của Vũ Chinh trong thư phòng ngô hải đưa hai bức thư đến tay dương chính sơn dương chính sơn lặng lẽ mở thư trước tiên xem thư của dương vân tuyết dương vân tuyết là một đứa trẻ kiên cường trong thư tự nhiên sẽ không than khổ cũng không quán trách chỉ nói rằng mình ở thường bình hầu phủ rất tốt xem xong thư của nàng dương chính sơn lại mở thư của vũ chinh khi dương vân tuyết theo thường bình hầu phủ về kinh dương chính sơn đã dặn dò vũ chinh chú ý tình hình ở thường bình hầu phủ tại kinh đô đồng thời liên lạc với lâm mụ mụ thư của Vũ Chinh chi tiết hơn nhiều, cũng chân thực hơn. Dương Vân Tuyết ở kinh đô không được tự tại như tưởng tượng. Bên trong hầu phủ không có quá nhiều sóng gió, bất kể là hầu gia hay hầu phu nhân đều rất coi trọng Dương Vân Tuyết, nhưng bên ngoài hầu phủ, trong giới quý tộc, Dương Vân Tuyết vẫn bị khinh thường và xa lánh. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Vân Tuyết xuất thân thấp, mặc dù Dương Chính Sơn hiện tại đã là tướng quân, nhưng không thể thay đổi sự thật rằng Dương gia trước đây là nông dân trong mắt những quý tộc cao cao tại thượng đó dương gia căn bản là không có tư cách xem xong thư của vũ chinh sắc mặt của dương chính sơn có chút khó coi những quý tộc ở kinh đô này thật đáng ghét một người sống phải có lòng tự trọng như phật tranh một nén hương sớm muộn gì cũng có ngày khiến những quý tộc này phải nể mặt dương chính sơn phẫn nộ nghĩ mặc dù người bị khinh thường và xa lánh là dương vân tuyết nhưng căn nguyên là ở dương gia dương vân tuyết cả vào thường bình hầu phủ bất kể thế nào cũng coi là gã cao không có cách nào ai bảo dương gia không có tước vị hiện tại dương chính sơn cũng không làm gì được những quý tộc đó may mắn là bên trong thường bình hầu phủ vẫn còn yên ổn không đến mức khiến dương vân tuyết phải chịu ấm ức cả trong lẫn ngoài cất hai bức thư đi dương chính sơn hỏi ngô hải đám tiểu tử trong nhà luyện đến đâu rồi bẩm lão gia đã có mười mấy người có thể ra ngoài làm việc rồi ngô hải cười đáp ngươi dặn dò sau tết để bọn họ đến kinh đô tìm vũ chinh ngoài ra gửi một vạn lượng bạc cho Vũ Chinh, để hắn cũng lôi kéo một số người ở Kinh Đô. Kinh Đô, trọng địa hoàng quyền, trung tâm triều đình, Dương Chính Sơn sớm muộn gì cũng muốn đến đó. Mặc dù hắn đã phái Vũ Chinh đi từ lâu, nhưng trước đây đầu tư không nhiều, hiện tại cũng nên đầu tư nhiều hơn một chút. Lão Nô tuân lệnh. Ngô Hải đáp. Tết nguyên đáng náo nhiệt nhanh chóng trôi qua, một năm mới, Thăng Long Vệ cũng sẽ đón nhận những thay đổi mới ngày mùng 10 tháng Giêng, Thăng Long vệ ti khai ti, Dương Chính Sơn triệu tập tất cả quan viên trong ti đến đại sảnh. Chu nhân, phát kế hoạch các ngươi đã sao chép ra, Dương Chính Sơn ngồi ở vị trí chủ tọa, ra lệnh. Dưới đại sảnh, Tạ Uyên, Tống Đại Sơn và những người khác lần lượt mở bản kế hoạch vừa nhận được. Các vị, năm nay chúng ta có ba nhiệm vụ, thứ nhất là để quân hộ có nhà mới ở, thứ hai là để quân hộ ăn no, thứ ba là luyện một đội tinh binh 3.000 người, đầu tiên nói về nhà mới cái này các ngươi nên quen thuộc khi chúng ta ở an nguyên thành đã sửa sang lại tất cả các thiên hộ sở hiện tại chúng ta cũng sẽ sửa sang lại tất cả các thiên hộ sở một lần không chỉ thiên hộ sở vệ thành cũng cần tu sửa khối lượng công việc này không nhỏ ta cần các ngươi điều động tất cả quân hộ trong điều kiện không ảnh hưởng đến việc đồn điền và huấn luyện cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ dương chính sơn từ tốn nói để tất cả quân hộ có nhà mới ở, đây tuyệt đối là một công trình lớn. Phải biết rằng hiện tại Thăng Long Vệ có 12.000 hộ quân hộ, mà phần lớn nhà ở của quân hộ là nhà đất thấp bé cũ nát, cũng chính là nói bọn họ phải xây dựng 12.000 căn nhà. Cho dù chỉ là nhà đất đơn giản, vẫn là một công trình khổng lồ. Huống hồ Dương Chính Sơn còn muốn sửa sang vệ thành và các thiên hộ sở. Nghe có vẻ như hơi hao tài tốn của, nhưng dương chính sơn có lý do cần thiết phải làm như vậy trước tiên là cải thiện điều kiện sống của quân hộ những căn nhà không chống được gió lạnh mùa đông không che được mưa mùa hè thực sự không thể ở được huống hồ hiện tại vẫn còn không ít quân hộ đang ở trong nhà băng tuyết thứ hai là hắn muốn phát tiền phát lương cho quân hộ quân hộ của thăng long vệ quá nghèo cho dù là quân hộ của thăng long tiền vệ cũng chỉ có thể duy trì ấm no huống hồ gì ba vệ quân hộ khác còn những tá điền và nô tỳ trước đây của Lan Gia, bọn họ cũng nghèo rất mồng tơi. Lấy công thay lương, nhân cơ hội đại tu phát tiền lương của quan phủ vào tay quân hộ, để quân hộ có một con đường kiếm tiền trong thời gian ngắn nhất. Cũng chỉ có như vậy mới có thể thay đổi điều kiện sống của họ trong thời gian ngắn. Còn về những điều này, bất kể là Dương Chính Sơn, hay Tạ Uyên và những người khác đều không lạ lẫm, bởi vì Dương Chính Sơn ở An Nguyên Thành cũng làm như vậy chỉ là quy mô của thăng long vệ lớn hơn, quân hộ nhiều hơn mà thôi. Thứ hai là ăn no, đồng điền là gốc rễ của chúng ta, vụ xuân là trọng điểm hàng đầu, trước khi vụ xuân bắt đầu, các ngươi phải phân chia rõ ràng tất cả ruộng đất, biên soạn xong xuôi sổ địa bạ. Ngoài ra, chúng ta còn cần một lượng lớn trâu cày, trước Tết ta đã liên hệ với thương nhân ở Trọng Sơn Quang, chắc không lâu nữa họ có thể vận chuyển trâu cày đến, khi đó các ngươi phải phân phối hợp lý, còn những việc khác, Ta có sắp xếp riêng, việc này để sau hãy nói, ăn no không chỉ đơn giản là không đói bụng, mà là để quân hộ có thu nhập ổn định và đầy đủ. Đồng điền chỉ là cơ sở, ngành muối mà Dương Chính Sơn chuẩn bị dấn thân vào mới là con đường làm giàu của 12.000 quân hộ Thăng Long Vệ. Tuy nhiên, buôn bán muối còn phải chuẩn bị một chút, hiện tại Thăng Long Vệ vẫn phải trước tiên bảo đảm việc canh tác đồng điền. Cuối cùng là luyện binh, sau khi vụ xuân kết thúc, việc luyện binh sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tuy nhiên trước khi luyện binh chúng ta còn cần xây dựng một doanh trại ở ngoài thành trong vệ thành không có đủ lớn để huấn luyện chỉ có thể xây dựng một doanh trại ở ngoài thành để luyện binh dương chính sơn muốn luyện binh không phải là binh lính của vệ sở mà là lính doanh thoát ly sản xuất mặc dù thăng long vệ là vệ sở nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn luyện binh theo cách của lính doanh trên thực tế đây là học theo lương trữ vân long vệ cũng là vệ sở nhưng vân long vệ bên cạnh lương trữ lại hoàn toàn là lính doanh hiểu đơn giản là binh lính chuyên nghiệp nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha